các học sinh đang ăn trưa trong căng tin. Một chiếc xe ô tô màu trắng lao từ bên ngoài vào. Một người đàn ông cầm súng bước từ trên xe xuống, bắn hai phát vào một nữ sinh. Tiếp theo, đồng bọn của anh ta xuất hiện. Bọn họ bắn chết một nữ sinh muốn bỏ chạy, khống chế toàn bộ căng tin. Lúc đó, một tên trông khá đẹp trai lại xuất hiện. Nhìn biểu cảm của anh ta thì có lẽ anh ta chính là tên cầm đầu. Bọn họ đều là học sinh trong trường. Bởi vì bọn chúng không được nổi tiếng nên chúng đã lập ra kế hoạch này. Không sai, chúng muốn nổi tiếng. Một tên trong số đó nói tất cả các học sinh hãy gọi điện thoại cho người nhà hoặc báo cảnh sát, sợ rằng người khác không biết chúng đã làm gì. Muốn làm ầm ĩ chuyện này cho mọi người đều biết. Lúc này nữ chính Duy đang ở trong nhà vệ sinh, hoàn toàn không biết những chuyện đang xảy ra bên ngoài. Đang định ra ngoài lại gặp một cô gái toàn thân đẫm máu bước vào. Nhưng Duy không hề sợ hãi. Sau khi ra ngoài, bình tĩnh quan sát tình hình bên ngoài. Đúng lúc này, phía đối diện có một người đi từ nhà vệ sinh ra. Anh ta không nghe lời cảnh cáo của Duy mà cứ thế bước ra. Hành động này đã thu hút sự chú ý của Duy. Hắn cầm súng lên đi kiểm tra xung quanh, phát hiện cánh cửa nhà vệ sinh đang từ từ khép lại. Duy cố gắng mở cửa thông gió, cố gắng trèo ra ngoài, không cẩn thận đạp trúng va nước. May là Duy vừa bước vào thì cô ấy đã kịp trèo lên. Duy men theo đường ống thông gió nhưng không cẩn thận lại ngã xuống dưới. Nghe thấy lập tức chạy đến. Duy đành chạy đến trốn trong nhà bếp. Không ngờ ở đó còn có một bà cô đang trốn. Duy mỗi lúc một đến gần, bà cô không thở được nữa nên đã đi ra. Duy cố gắng bịt chặt miệng và thoát được một mạng. Cô nhẹ nhàng bò đến cửa sau, sau đó mở cửa chạy ra phía bên ngoài. Cô ấy đã được cứu rồi, nhưng chạy được một đoạn bỗng nhiên dừng lại. Cô nghĩ không lẽ mình cứ bỏ chạy như vậy để những tên hung thủ muốn làm gì thì làm sao? Như vậy thì bà cô lúc nãy đã chết vô ích sao? Bố mẹ đã đặt cho cô cái tên này, vì vậy cô ấy phải làm cho cái tên của mình phát sáng. Nếu thất bại thì cô cũng đã là ngôi sao sáng nhất rồi. Trong trường xảy ra vụ nổ súng, những tên khủng bố khống chế cả căng tin. Sau đó, chúng bắt những học sinh phải đăng lên mạng xã hội. Sau đó chọn cậu bạn da đen này làm người quay phim lại. Hiệu trưởng đi đến nhưng chưa kịp nói được mấy câu đã bị ăn vài viên đạn. Duy đang bắt đầu nghĩ cách để cứu cả trường học. Đầu tiên cô ấy ngăn các học sinh chuẩn bị bước vào căng tin. Sau đó đến phòng học, di rời các bạn học trong đó. Đồng thời ấn chuông cảnh báo. Cảnh sát nhận được tín hiệu nhưng lúc này họ không thể đến kịp được. Bởi trước đó, những tên này đã cho nổ tung một căn nhà khiến cho đường bị tắc. Những tên khủng bố đã ngắt hết điện và tín hiệu của trường học, còn đặt cả bom trong trường. Duy khó khăn lắm mới đến được khu vực có bảo vệ. Duy cố gắng đứng dậy đi đến phía trước kiểm tra, nhưng lại gặp một tên khủng bố đang đi kiểm tra. Cô nhanh trí nằm xuống giả chết. Chịu được như vậy quả thật rất lợi hại. Trong lúc di rời các bạn học, chân của Duy đã trúng đạn. May là đối phương nhắm không chuẩn. Duy đứng dậy bỏ chạy. Đối phương đuổi theo đến một căn phòng có rất nhiều bóng bay, nổ súng bắn loạn xạ. Đúng lúc này, Duy nhảy tới. Xử lý xong đàn chị này, Duy lấy đi bộ đàm của cô ta, sau đó buộc lại vết thương trên chân. Ngọn lửa trong trái tim cô gái này đã được đốt cháy. Mục tiêu tiếp theo chính là tên đang đi tới này. Duy muốn đánh lén anh ta, nhưng đột nhiên bộ đàm trên người phát ra âm thanh. Khi hắn ta đi thêm một đoạn và phát hiện ra xác của cô bạn đồng bọn đã châm biếm cô ta, sau đó lại tiếp tục đuổi theo Duy, kết quả lại bị trúng. Duy xuất hiện sau lưng anh ta, cô trói anh ta vào chiếc ghế đầu và chế nhạo anh ta một trận. Anh không chỉ béo mà còn ngu nữa. Tên cầm đầu phát hiện đồng bọn của mình mãi không quay về nên đã uy hiếp Duy qua bộ đàm, nếu cô không xuất hiện, cứ 5 phút tôi sẽ giết một người. Không may đoạn video cảnh sát mặc áo chống đạn chuẩn bị tiến công đã được lan truyền lên khắp mạng xã hội. Hơn nữa, quá trình đó lại được đài truyền hình đưa tin. Một tên khủng bố đã xem được tin tức này, lòng tự trọng của anh ta bị giảm đi. Chúng tôi có con tin mà vẫn dám tấn công sao? Anh ta cầm súng tiểu lên. Ở một góc khác, Duy nhìn thấy tên béo này đang rất hèn nhát nên cô đã thành công lôi kéo được anh ta, cởi trói và đưa súng cho anh ta. Sau đó Duy đi đến căng tin đối đầu với tên cầm đầu. Cảnh này đã bị bố mẹ của Duy xem được. Bố cô ấy là một quân nhân. Nhìn thấy con gái đang gặp nguy hiểm mà cảnh sát vẫn ở bên ngoài bàn chiến thuật, ông ấy chỉ đành tự mình hành động. Bố Duy nấp sau xe hàng, ngắm chuẩn vị trí của bọn khủng bố, sau đó quan sát tình hình bên trong. Tên đầu chọc biết được em gái mình đã bị Duy giết vô cùng đau khổ. Cô ta đã giết em gái tôi. Giết em gái tôi. Bình tĩnh đi, tôi muốn cậu nhìn thấy chuyện này. Đúng lúc này, tên béo xuất hiện, cầm súng chĩa về phía tên cầm đầu. Nhìn thấy đồng bọn tạo phản, hắn ta có chút ngỡ ngàng. Tên đầu chọc không nói gì lập tức nổ súng. Hiện trường ngày càng loạn, Duy nhân cơ hội này bỏ chạy. Tên đầu chọc cầm súng đuổi theo, đuổi đến phòng thí nghiệm hóa học, phát hiện Duy đang trốn trong. Đúng lúc đó,
tên đầu chọc ngu ngốc nhưng lại rất bạo lực, nhưng ngay sau đó đã bị bắn trúng. Joe chạy đến bên cửa sổ, bố cô đang đứng đó nhìn cô. Ông đã bị cảnh sát bắt. Joe cầm điện thoại quay video châm chọc tên cầm đầu. Mọi người sẽ không nhớ đến anh, nhưng chắc chắn họ sẽ nhớ đến tôi. Như bị cứ một nhát dao vào tim, hắn ta làm ra tất cả những chuyện này vì muốn nổi tiếng. Kết quả lại thất bại, hắn ta cầm theo một quả bom và bắt một người làm con tin. Joe chạy đến căng tin, phát hiện trên xe có gắn một quả bom, còn 40 giây nữa sẽ phát nổ. Cô nhanh chóng nói mọi người rời khỏi đó, nhưng có vài người ngồi quá lâu nên chân bị tê. Joe chỉ có thể nghĩ cách khác để giải quyết chuyện này. Cô đứng nói chuyện với bố mình bên xe cảnh sát. Vừa quay đầu nhìn thấy tên cầm đầu đã trốn vào trong rừng. Joe hỏi kỹ lại bố mình súng của ông để ở đâu. Sau đó, Joe cầm súng đuổi theo. Phần tiếp theo của câu chuyện đã dễ đoán hơn. Vì vậy bất cứ khi nào Nai gặp một cô gái nhỏ bé như vậy cũng đừng coi thường.